Tôi ghét nhất là người không tuân theo luật lệ. Phạm Anh Hùng là bố cậu đúng không? Đằng sau cậu là lò hỏa táng. Nếu không trả tiền, tôi sẽ đưa bố cậu đến đó. Trong một tuần, làm sao mà kiếm được 500 ngàn tệ? Từ trên trời rơi xuống à? Không đạt được thành tựu gì trong suốt 10 năm trời. Đánh ông ta đi. Tiểu Bang đã vay tiền của một công ty tài chính. Đưa anh kêu hút trước đã. Môi anh sưng phù rồi. Bố, qua chuyện này con sẽ báo hiếu bố. Không có cách nào để trả nợ. Anh quyết định lừa bố mình đi xa, rồi tổ chức tang lễ giả cho ông ấy để kiếm tiền. Ông ấy mất khi nào vậy? Chị đoán đi. Đoán cái gì chứ? Chú ơi, buông ra, bình tĩnh đi. Tiểu Băng, sao chị Huy lại nằm sấp thế này? Đây là phong tục ở quê cháu. Kế hoạch hoàn hảo của anh đã hỏng bét. Còn đồ nào giá trị thì bán hết đi. Khi bố anh đột ngột quay trở về, chạy đi. Nhảy đi, đây là tầng 2 thôi. Dẫn đến một chuỗi sự kiện hài hước. Chiến dịch này tên là gì? Anh Hùng Bất Lão. Đón xem bộ phim Cha và Con trên kênh Red by HBO. Thưởng thức hương vị Á Châu cùng Red by HBO trên các hạ tầng MyTV, FPT, HTVC.